Hello, chào mừng các bạn đã quay lại với Zip Toy FX. Hôm nay chúng ta tiếp tục tham gia Europe. Kèo hôm nay thuộc thể loại và tham gia testnet ha, trải nghiệm miễn phí các bạn ơi. Ok, dự án muốn chia sẻ cho mọi người đến từ thằng Paraspay. Đây là một nền tảng gọi là cho vay phi tập trung các bạn nha. Và đặc biệt vật phẩm thế chấp của nó là gì? Thông thường mình đi vay thì chắc chắn mình phải có cái vật, nói chung tài sản đảm bảo ha, thì tài sản mà nó chấp nhận là những cái token. Cái đó là quá bình thường, rất là nhiều dự án đã làm cái chuyện này rồi. Đối với Paraspay này nó hỗ trợ thêm NFT ha. Đây, hiện tại và đang hỗ trợ NFT từ 10 dự án. Những người sở hữu những NFT này có thể đem vào làm cái vật phẩm thế chấp, sau đó đi vay những token khác. Ví dụ USDT, USDC này kia vân vân ha. Rất là cần thiết cho mùa World Cup này đúng không? Nói chung nó giúp cho hàng NFT trở nên đỡ vô dụng hơn các bạn nhé. Trước giờ nhận NFT thấy giá trị liên thành nhưng mà không biết để làm gì đúng không? Thì đã có công việc cho nó làm. Đây là hàng Paraspay, nhắc lại ha. Rồi, một số thông tin thêm về dự án này một tí. Và mình thấy có khá nhiều quỹ lớn đầu tư cho nó các bạn nha. Nhưng mà ví dụ như hàng Polygon nè, Scalable nè, toàn là quỹ lớn. Nhưng mà vấn đề là do cái trang của nó tự công bố thôi. Mức độ chứng thực thì chưa tìm được thông tin, đúng không? Nhưng mà nhiêu đây cũng đủ để có niềm tin để tham gia trải nghiệm rồi nữa. Nói chung là có cái căn cứ để mình tham gia. Và đặc biệt là sẽ có phần thưởng cho những người trải nghiệm. Phần thưởng là gì? Sau khi trải nghiệm xong, các bạn có thể lem ngay hai cái NFT của thằng Paraspay, hai NFT này đang ở trên thằng Galaxy các bạn nhé. Lem đây, coi hình dạng của nó nè các bạn, thấy cũng rất là đẹp đúng không? Nhưng mà vấn đề mình giữ NFT để làm gì? Tất nhiên sau khi các bạn lem xong, các bạn có thể đăng bán, nhưng mà bán bao nhiêu là do mỗi người tự đăng ha. Với vậy có người mua hay không là anh chuyện, nhưng mà theo kèo này mình khuyến khích là các bạn không nên bán, giữ lại các bạn nha. Thì nó giống như một cái vé chứng minh bạn là những người ủng hộ sớm cái dự án, biết đâu sau này khi dự án đi vào hoạt động á, đi vào mainnet á, thì nó sẽ airdrop cho những người sở hữu NFT này, cũng là airdrop cho những người mà đã ủng hộ sớm dự án đúng không? Đó là vậy. Hiện tại đâu đó tầm cỡ khoảng 38.000 mấy trăm người đã lem cái NFT này rồi, có nghĩa là khoảng gần 40.000 người tham gia trải nghiệm các bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ chiến thôi. Ok, kèo này cũng giống giống kèo tươi ha, có vẻ tươi á. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết nè. Để tham gia thì đầu tiên nhiệm vụ cần thiết á, và các bạn phải join mạng xã hội ha. Nhưng mà một lát nữa mình sẽ join sau. Lý do là sao? Lý do làm tới đâu nói tới đó đi ha. Rồi, đây là trang trải nghiệm. Bước chuẩn bị. Chuẩn bị thì cần có một cái ví thôi và đủ. Ví MetaSmart. Mạng và mạng Gearly, mạng thử nghiệm Gearly. Bây giờ mình sẽ bật cái mạng lên. Đối với những bạn mà tham gia trước giờ thì chắc chắn là rành này rồi đúng không? Nhưng mà giờ mình sẽ làm chi tiết luôn để cho những bạn mới nè. Khi các bạn có mở cái ví Meta lên, nhiều ông thắc mắc hay comment á, vụ này nè, và không tìm thấy cái mạng Gavi ở đâu. Đây, như mình không tìm thấy thì các bạn tích vô phần show và hide nè, hiện và ẩn ha, hiện và ẩn mạng thử nghiệm đấy. Nhiều khi mạng nhiều quá mà các bạn nhìn rối mắt thì các bạn tắt đi đúng không, cho nó đỡ rối chứ nhìn như một cái màn nhện sao. Rồi thì đây là mạng Gavi, chuyển qua thôi. Tất nhiên phải có đồng ETH ở mạng Gearly làm phí gas. Ông nào chưa có thì tiến hành đi vòi xin xỏ thôi. Gearly Faucet, những cái đường link này đều có đặt cho mọi người hết ha. Mình làm minh họa một cái thôi. Đây là trang vòi. Rất là đơn giản, các bạn chỉ cần đăng ký bằng ông nào chưa có tài khoản á, thì đăng ký bằng Gmail, sau đó và dán địa chỉ ví vào, đăng ký hoàn toàn miễn phí nha. Dán địa chỉ ví vào và vòi thôi thì được một lượng ETH nhất định. Bây giờ mình cũng không nhớ nó vòi được bao nhiêu nữa. À đây, 0.2 mỗi ngày các bạn nha. Mình sẽ để khoảng vài trang chứ không phải một trang đâu cho mọi người vòi, nếu mà ông nào thích vòi nhiều nhiều á. Tại vì mỗi 24 giờ chỉ vòi được không được một lần ha, và lần được 0.2 à. Nhưng mà 0.2 này in hình là cũng sẽ đủ để tham gia rồi các bạn. Rồi ok, bây giờ tiến hành. Truy cập vào trang thử nghiệm Connect ví. Chọn ví Meta, không? Connect, Connect, Sign in, tiến hành test. Bây giờ test cái gì đây? Đầu tiên các bạn ở phía trên trang ha, các bạn bấm vô vòi token test. Bước ở trên vòi trên trang Faucet Gully lúc nãy là mình đi vòi ga, còn bây giờ là mình đi vòi cái token nè. Cái bước vòi token này thì bao gồm những gì? Ví dụ như các bạn sẽ vòi được đồng BTC và ETH này kia vân vân, USDC, USDT hoặc là đồng DAI. Đó là những cái token ha, để các bạn làm vật phẩm thế chấp ở cái pool và pool token. Ngoài ra nó gửi thêm cho các bạn một số NFT nữa. Đây ha, đã thành công nè.
kiểm tra bạn ở đâu. Các bạn lướt sơ ở trên cái trang NFT của thằng Basbay này, cái số này và con số mà mình đang sở hữu là bằng không hết, các bạn thấy không? Bằng không ha. Nhưng mà tôi vừa vòi thành công, nó báo xuất hạt rồi nè. Cho bắt vài trang mình sẽ thấy số lượng mà mình vòi được. Đợi một tí ha, cho trang nó load đây các bạn. Những cái nào mà nó hiển thị số 1 nè ha, đây đây, một nữa nè, một nữa nè. Và mình đã vòi thành công những con đó, thì bây giờ mình sẽ tiến hành đưa nó vô cái pool để mà vật phẩm thế chấp thôi, bấm vô supply. Chọn supply một con. Supply và cung cấp ha, mà đưa vô. Rồi, ở đây có một con nữa đúng không? Đưa em hot girl này vô pool luôn. Tiếp tục approve. Những cái giao dịch nào mà nó yêu cầu approve các bạn là sẽ hai bước ha, bước approve này và phê duyệt nè. Rồi khi nào mà phê duyệt xong á thì các bạn mới tiến hành supply ha. Nó phải qua hai công đoạn. Kèo này thì rất là dễ nhưng mà hơi chậm. Rồi rồi, trước mắt tôi làm hai con vậy thôi, các bạn cố gắng làm nhiều hơn ha. Thêm con nữa đi. Approve. Confirm. Làm qua một loạt các bạn, đợi cho cái mạng lưới nó xác nhận nữa ha, đang xác nhận nè, rất là lâu. Rồi, sẵn tay thì kéo xuống dưới, nạp những cái token vô. Ở phía do balance và những cái con những cái token mà mình đã vòi được ở trên ví nè, đây. Các bạn không cần phải kiểm tra trên ví đâu, nhìn trên đây mà biết hết. Ví dụ như tôi nạp thêm vô supply vô ha. Một mớ đồng đai đi. Vòi được 10.000 đúng không thì vô 5.000 thôi. Rất là dễ. Approve. Approve là mới có phê duyệt thôi nha, nhắc lại. Trong thời gian chờ đợi, approve tiếp cái đồng USDC luôn. Supply 5.000 nữa. Approve. Tham gia hoàn toàn miễn phí các bạn. Chỉ có mỗi tội đi vòi mỗi tội đi lem cái NFT và tốn phí ở trên mạng Arbitrum đúng không? Nhưng mà phí này không đáng kể. Hơi bị lâu ha. Trong thời gian chờ đợi, nói thêm, những bạn mà chưa có cái đồng ETH ở trên mạng Arbitrum á, nhắc lại, tham gia testnet để hoàn thành nhiệm vụ thì các bạn tham gia ở trên mạng Gully hoàn toàn miễn phí. Nhưng mà khi các bạn đi lem cái phần thưởng của NFT á, thì sẽ lem ở trên mạng Arbitrum và cần cái phí gas và đồng ETH ở mạng Arbitrum. Tuy mà không có nhiều, tốn đâu đó tầm cỡ 0.0 mấy đô thôi nếu mà quy ra đô á, nhưng mà bắt buộc phải có cái đồng ETH ở mạng Arbitrum mới lem được các bạn nha. Với cái vấn đề mà bạn nào chưa có thì các bạn có thể mua trên sàn Binance, mua đồng ETH, sau đó rút về ở trên mạng Arbitrum và rút hoàn toàn miễn phí. Không, cách mua như thế nào và đường link mua mình có đặt sẵn trong phần mô tả kèm video hướng dẫn cách mua. Nói chung tất cả mọi người đều làm được, kiên nhẫn thôi, đúng không? Những bạn mới á, những bạn mới thông thường xem những cái video kiểu như vậy rất là ngán, nhưng mà các bạn nên xem ha, tại vì các bạn xem một hai lần á, một hai kèo thôi và tự động các bạn rành thôi. Tiếp đến những video tiếp theo những kèo tiếp theo là chỉ cần đưa link lên là các bạn xử được, không cần phải xem nữa, nó là vậy. Ai cũng là người mới ban đầu hết đúng không? Trải qua một thời gian dày vò thì trở thành người cũ thôi. Sao vậy? Giao dịch nãy giờ mà chưa xong. Bending. Spell up đi ha. Tăng tốc độ lên. Sao lâu quá nhỉ? Thật ra là tôi đã làm rồi, một ví đã làm thành công hết rồi. Đây, thử cho mọi người xem nè. Trong thời gian chờ đợi nói thêm đi. Và đã làm rồi. Đây ha. Giờ chờ lâu quá thì phải kiếm chuyện làm thôi. Đây các bạn, mình đã làm rồi hồi sớm nè. Thấy rất là mướt mà tự nhiên sao bây giờ nó lại chậm chạp quá, không hiểu nổi. Slow quá vậy. Thôi làm lại các bạn. Supply.
Đây, bước này hồi nãy bà approve xong nè, bây giờ vô supply nè ha. Phí ga 0.02. Tương tự như vậy, supply. Anh em lưu ý ha, ngay cái phần mà mình tham gia trải nghiệm này á, bao gồm các bạn làm đủ bước như bước sau đây cho mình. Thứ nhất là supply NFT, nạp NFT vô. Thứ hai là nạp token, những token ví dụ như đồng DAI, đồng USDC này nè ha. Rồi sau đó mình sẽ tiến hành làm gì nữa? Mình sẽ đi thực hiện một hai lĩnh vay gì nữa và coi như đủ điều kiện các bạn nhé. Tuy nhiên các bạn nên làm càng nhiều càng tốt. Tại vì giữ cái NFT có airdrop hay không cũng còn bạn chuyện đúng không? Biết đâu sau này nó tính thêm điểm điểm chuyên cần nữa thì sao? Nên cố gắng đã làm rồi thì làm kha khá lệnh đi ha. Ít nhất là 3 lệnh mỗi nhiệm vụ. Thêm cái nữa đi, nạp thêm USDC vô nè, lại confirm. Rồi xong các bạn nha. Bây giờ mình đã nạp rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành đi vay. Vay vay con gì bây giờ? Vay con nào cũng được, ví dụ tôi vay con ETH này đi, bấm vô phần borrow và vay nè, và mượn á. Vay 50% thôi. Ồ nhiều vậy. Vay 0.01 thôi. Borrow ha. Có vay và được. Confirm. Rồi bây giờ mình sẽ kiểm tra về những giao dịch của mình ở đâu. Ở phía trên của trang, ngay cái phần My Supply nè. Bấm vào ha. Đây là những con mà mình đã nạp vào. Một lát nữa, đợi giao dịch của cái thằng Borrow xong á, nó sẽ hiển thị thêm cái mục là My Borrow. Và những cái phần mà khoản vay mình đã vay, nó sẽ hiện ở trên đây. Anh em sẵn tay chụp hình lại luôn đi. Tôi cho bác vài cái nữa chụp hình luôn. Tặng một bác gửi feedback vào trong Discord. Cái phần vay sao lâu vậy? Borrow đi ha. 0.005 làm cái nữa đi. Các bạn có thể vay con nào tùy ý các bạn nhé. Không cần vay nhiều đâu, một ít thôi. Cho đủ nhiệm vụ đây các bạn. Bây giờ đã hiển thị rồi ha, My Supply nè, My Borrow nè. Bây giờ các bạn bấm vào cho nó hiển thị tất cả lên để mình chụp ảnh. Bấm vào, thôi tắt ở dưới thôi. Chụp ở trên như vậy mà được rồi nè. Cho em nó một bôi. Đấy. Rồi bây giờ công việc coi như đã hoàn thành cái phần tham gia trải nghiệm. Bây giờ mình đi nhận phần thưởng. Cách nhận phần thưởng như sau, các bạn đầu tiên là sẽ đi follow Twitter theo dõi ha. Rồi công việc tiếp theo là join Discord. Ngay phần join Discord này sẽ chia sẻ cho mọi người cách gửi lại feedback luôn. Join Discord có cần verify hay không? Cần các bạn nha. Tại cái mục phía trên của phần Discord là ngay cái phần collab này các bạn. Bấm vào Let's go. Connect ví ha. Bước này là gì? Là mình liên kết cái thằng Discord mình với cái ví mà mình tham gia testnet để mình nhận được cái vai trò ở trong Discord. Bấm vào là verify nè. Ok, đã connect. Về lại Discord kiểm tra. Như các bạn thấy mình đã nhận được cái vai trò là rented đúng không? Rented. Và vai trò này chưa đủ đâu, một lát nữa sẽ nhận thêm một vai trò nữa mới được, mới đủ được điều kiện nhận cả hai NFT. Tắt tiếng đi, ồn quá. Rồi bây giờ quay về cái trang Galaxy nhận NFT đầu tiên. Retweet. Đây các bạn, khi mà mình join Discord xong cái bắt đầu ở chưa. Nó chưa verify, bấm verify thử coi. Đây ha, đã hoàn thành nhiệm vụ Discord rồi nè. Nhận được cái vai trò rented hồi nãy đó. Retweet. Rồi bấm verify. Tiến hành chuyển mạng sang mạng Arbitrum và lem cái NFT đầu tiên. Lem tốn bao nhiêu ga đây? 0.01 không đáng kể ha. Rồi tiếp đến mình sẽ lem NFT thứ hai.
cho bot và trang cái xem nhiệm vụ nào cập nhật được thì cập nhật nè. Như các bạn thấy ha, mình đã tham gia trải nghiệm lúc nãy á, bây giờ nó đã cập nhật hết những cái nhiệm vụ mà mình tham gia test rồi nè ha, bao gồm gì, đi vay token nè, và đi supply NFT nè, và supply token test nè ha, ba nhiệm vụ đã hoàn thành. Giờ chỉ còn thiếu một nhiệm vụ gì, thiếu nhiệm vụ gì đây, lấy được cái ru, lấy được cái vai trò ở trên Discord, bấm verify thử được chưa. Để các bạn chưa được ha, tại vì nó yêu cầu cái vai trò sẽ là travel ha. Bây giờ các bạn quay về Discord, các bạn connect lại lần nữa. Bấm lần nữa nè. Verify nè. Đấy, quay về Discord kiểm tra lần nữa. Đây các bạn, đã nhận được vai trò travel ha. Sau đó mình sẽ quay về lại với cái trang của thằng Galaxy, cho bot vài trang để lên luôn cái NFT còn lại. Verify. Nó bắt đợi một phút nữa mới verify ha. Thôi rồi, trong thời gian chờ đợi mình sẽ gửi feedback vào Discord luôn. Cái ảnh vừa chụp lúc nãy đâu? Copy. Kéo xuống kiếm cái mục là feedback. Đây các bạn, gửi tấm ảnh ha, sau đó dán kèm địa chỉ ví, kèm địa chỉ ví một vài lời mây gió vậy đi. Sao vậy? Rồi bị chạm rồi, các bạn đợi một tí ha. Sao vậy? Sao bị Rick Rochet chấm Somos. Xong, như vậy là đã gửi xong feedback. Bây giờ quay vài trang nè, nãy giờ chắc nó cũng đã cập nhật rồi. Quay về Galaxy Verify. Thành công, tiến hành lên luôn. Ok, xong các bạn nhé. Công việc của mình bây giờ là gì? Chờ đợi ha, giữ hai cái NFT này và chờ đợi thông báo mới từ dự án. Ví dụ như ít hôm nữa nó thông báo những bạn mà đang sở hữu NFT này vô Lam Europe chẳng hạn, thì lúc đó lụm lúa ha, còn không nữa thì giữ làm kỷ niệm luôn. Rồi bây giờ tóm lại một vài thông tin đi. Kèo này chạy cho tới ngày 28 tháng 11 và kết thúc, và yêu cầu các bạn thao tác ở trên cái trang của thằng Paraspay này. Paraspay này bao gồm 3 bước ha. Thứ nhất là nạp NFT, thứ hai là nạp token, và thứ ba là đi vay một token bất kỳ và xong. Sau đó làm nhiệm vụ xã hội và tiến hành đi lên NFT. Ok, trong quá trình thao tác còn gặp vấn đề gì nữa thì các bạn để lại comment. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.